Quang Hải mến chào quý vị và anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, hôm nay Quang Hải lại tiếp tục giới thiệu đến quý vị và anh chị em một biến cố, một câu chuyện về tượng Đức Mẹ Khóc tại tiểu bang New Mexico ở Hoa Kỳ. Thì đây là một bức tượng Đức Mẹ Guadalupe. Trước khi kể câu chuyện này thì Quang Hải mời quý vị và anh chị em xem qua những hình ảnh này. Đây là bức tượng Đức Mẹ Guadalupe tại giáo xứ Guadalupe. Sau một cái biến cố Đức Mẹ khóc ra nước mắt, thì có những cái nhân chứng đã tận mắt chứng kiến. Đây là cha chánh xứ ở giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe. Các bạn thấy đó, mọi người đến chụp hình và cầu nguyện để tận mắt xem cái biến cố này xảy ra. Và người ta cũng dùng cái khăn để mà thấm những cái giọt nước mắt từ bức tượng Đức Mẹ. Các bạn thấy nhà truyền hình đang phỏng vấn những cái chứng nhân tận mắt thấy Đức Mẹ, tượng Đức Mẹ khóc. Đây quả là tuyệt vời, phải không các bạn? Như quý vị vừa xem qua thì Quang Hải sẽ kể cái biến cố này. Quang Hải tin chắc rằng là cái biến cố này cũng đã nhiều anh chị em đã từng biết qua rồi. Hôm nay Quang Hải sẽ giới thiệu lại, nếu quý vị không phiền. Thì đây là một cái câu chuyện Đức Mẹ khóc tại tiểu bang New Mexico, Hoa Kỳ. Thì một giám mục ở tiểu bang New Mexico đã đưa ra một cái bản báo cáo cập nhật về cái cuộc điều tra của giáo phận liên quan về một cái bức tượng dường như là tiếp tục chảy nước mắt không dứt trong nhiều tháng qua. Thì Đức cha Oscar Cantú, giám mục giáo phận Las Rosas, cho biết là hiện tượng diễn ra tại giáo xứ Đức Mẹ Guadalupe ở Hobbs, New Mexico xem ra không thể giải thích được về mặt khoa học. Ủy ban điều tra của giáo phận sau nhiều tháng trời nghiên cứu vẫn không thể tìm ra bất cứ một nguyên nhân tự nhiên nào có thể giải thích được thỏa đáng hiện tượng này. Vì thế, ủy ban sẽ bắt đầu quay sang việc phân tích hoa trái thiêng liêng mà hiện tượng này mang đến cho các tín hữu. Đó, các bạn thấy không? Vừa các nhà khoa học đã không phân tích được, đã không giải thích được vì sao biến cố này xảy ra, và các nhà khoa học đã vào cuộc rồi. Rồi tiếp tục, bây giờ lại đi đến một bước nữa, đó là hoa trái về mặt thiêng liêng. Thì Ngài giải thích như sau trong một cái tuyên bố được công bố vào cuối tháng 8. Giai đoạn đầu tiên của cuộc điều tra này là xác định xem hiện tượng này có thể được giải thích bằng những nguyên nhân tự nhiên hay không. Thì cho đến nay chúng tôi đã không thể nào tìm ra được bất cứ một nguyên nhân tự nhiên nào giải thích việc bức tượng cứ tiếp tục tiết ra một chất lỏng. Nếu nguyên nhân của hiện tượng này là siêu nhiên, chúng ta phải phân biệt nếu nó đến từ Thiên Chúa hay là từ ma quỷ. Tôi nhắc anh chị em nhớ rằng giáo hội tin vào sự hiện hữu của thiên thần sa ngã. Đôi khi họ cố gắng đánh lừa chúng ta. Một bức tượng đồng Đức Mẹ Guadalupe. Nhắc đến Đức Mẹ Guadalupe thì quý vị và anh chị em, như Quang Hải cũng đã từng giới thiệu về cái áo khoác Đức Mẹ Guadalupe. Thì bức tượng này đã bắt đầu khóc vào ngày 20 tháng 5. Để Quang Hải xem thử đó là vào năm mấy, như hình như là 2019 hay 18 vậy đó các bạn. Thì vào lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống và nhiều người cùng lúc đã chứng kiến hiện tượng lạ lùng này hai lần kể từ đó. Vào ngày lễ Đức Maria Mẹ, rồi vào ngày lễ Mẹ Giáo Hội, và một lần nữa vào ngày lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ hôm ngày 9 tháng 6.
một số người rằng tin rằng họ đã thấy hiện tượng này trong những dịp khác nữa khi đến cầu nguyện tại đây. Thì hình như đây là một cái biến cố này vào năm 2019 các bạn ạ. Thì được biết, chất lỏng được tìm thấy trên bức tượng là một loại dầu ô liu có mùi thơm hoa hồng, được tìm thấy gần giống với dầu thánh được làm phép trong tuần thánh. Không có gì bên trong bức tượng rỗng có thể tạo ra chất lỏng này, chỉ có một vài mạng nhện ở bên trong. Như vậy, quý vị và anh chị em, người ta cũng đã kiểm tra ở bên trong bức tượng Đức Mẹ Guadalupe này có cái gì không? Biết đâu người ta có một cái sự gian lận gì đó. Thì khi đã khám xét ở bên trong, người ta nói rằng đây là một cái bức tượng rỗng, tức là không có thể tạo ra chất lỏng, và có một vài mạng nhện bên trong nữa. Đây thật sự là một cái biến cố rất là lạ lùng, vượt quá khả năng của con người lẫn khoa học nữa. Tự nhiên một bức tượng Đức Mẹ rồi chảy nước mắt bằng tinh dầu hoa hồng. Quá tuyệt vời phải không các bạn? Thì các bạn cũng biết là cái điều này nó không phải là đây là lần duy nhất. Rất là nhiều lần Quang Hải cũng đã giới thiệu đến quý vị và anh chị em nhiều phép lạ chính Đức Mẹ đã làm. Đức Mẹ đã khóc và cái nước mắt của Đức Mẹ có mùi hương, có tinh dầu hoa hồng. Quá trình điều tra giáo phận cũng liên quan đến việc phỏng vấn nhà sản xuất người Mễ Tây Cơ đã tạo ra bức tượng này. Người ta cũng đã vào cuộc để mà, tại vì các bạn biết là một cái nghệ nhân họ tạo ra bức tượng này, và các nhà truyền hình cũng đã tìm đến nghệ nhân để mà phỏng vấn cái nghệ nhân đó đã tạo ra bức tượng Đức Mẹ Guadalupe. Thì theo Đức Cha Canh Tú, chủ sở hữu cho biết quá trình sản xuất liên quan đến nhiệt độ cao làm tan chảy hoàn toàn khuôn sáp xung quanh bức tượng được hình thành, không để lại một chút dư lượng sáp nào có thể góp phần vào hiện tượng này. Như vậy, để mà chắc chắn thì người ta đã kiểm tra toàn bộ những cái sự kiện cũng như là cái việc hình thành bức tượng Đức Mẹ Guadalupe này. Thì cha chánh xứ Jose Sugura đã báo cáo vụ việc ngay lập tức cho Đức Cha Canh Tú. Cuộc điều tra sau đó được khởi xướng bởi cha André Que Clope, linh mục trưởng ấn của giáo phận, và thầy phó tế Jim Winder. Phó trưởng ấn là những người đã thu thập các mẫu nước mắt và lời khai của các nhân chứng đã từng chứng kiến tận mắt. Như quý vị và anh chị em đã xem, những cái người mà đã được tận kiến, đã từng chứng kiến tận mắt, thấy được cái sự kiện lạ này. Quá tuyệt vời, ước chi Quang Hải cũng được một lần, được có thể tận mắt xem một lần như vậy. Chỉ xem qua những cái tin tức được giáo hội đăng lên, và Quang Hải muốn giới thiệu những cái thông tin này đến cho quý vị. Thì sau khi đưa ra một cái báo cáo công khai của một cái cuộc điều tra vào ngày 15 tháng 7, Đức Cha Canh Tú cho biết là bức tượng khóc không phải là sản phẩm của bất kỳ một cái nguyên nhân tự nhiên nào mà Ủy ban điều tra đã thử nghiệm. Trong một vài tuyên bố gần đây, Đức Cha nói thêm rằng là sẽ mất nhiều thời gian hơn để xác định nguồn gốc siêu nhiên của những giọt nước mắt. Đó. Thì sự phân định xem liệu hiện tượng này là từ Chúa hay là từ ma quỷ là một quá trình dài. Giáo hội rất là cẩn thận, rất là cẩn trọng trong cái việc để mà xác định đó là một phép lạ hay không. Thì ma quỷ đôi khi có thể bắt chước những điều thánh thiện để gây nhầm lẫn cho chúng ta. Giáo hội rất là sợ cái điều này. Vì vậy chúng ta phải thận trọng và cảnh giác. Đức Cha Canh Tú cho biết quá trình phân định này sẽ dựa vào những cái hoa trái tinh thần của bức tượng đang khóc. Ngài lặp lại hoa trái của Chúa Thánh Linh đã được đề cập trong thư Thánh Phaolô gửi dân thành Galat, đó là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tính, hiền hòa và tiết độ. Các bạn biết là nếu đây là một phép lạ thì những cái việc phép lạ đi đôi đó là những người được những cái ơn thiêng liêng được trở lại với Thiên Chúa. Chứ ma quỷ thì chắc nó không bao giờ nó kéo người ta trở về với Thiên Chúa đâu các bạn.
nó chỉ muốn làm người ta xa Chúa thôi. Cho nên là giáo hội cần có thời gian để mà kiểm định lại cái ơn thiêng liêng, hoa trái thiêng liêng sau khi một phép lạ xảy ra. Như các bạn cũng thấy, chẳng hạn như là Đức Mẹ Thà Bao đó các bạn, đó rất là nhiều hoa trái được sau khi mà những cái biến cố và các học sinh, bố em học sinh đã thấy một cái hiện tượng lạ Đức Mẹ, và rất là nhiều người chứng kiến và cũng đã được ơn, đó là những cái hoa trái thiêng liêng đó các bạn. Thì Ngài nhắc nhở người Công giáo rằng là giáo hội phân biệt giữa những cái mặc khải chung và mặc khải tư. Mặc khải chung đã đúc kết sau cái chết của vị tông đồ là cuối cùng. Đó, các bạn biết mặc khải chung là chính là những gì mà các tông đồ được mặc khải và đã viết vào trong tin mừng. Còn các thông điệp trong cái mặc khải tư chỉ tái khẳng định và nêu bật những gì Chúa Kitô đã mặc khải trong Kinh Thánh và truyền thống thôi. Và cho nên là những ai mà được mặc khải tư, được những cái ơn này ơn kia, thì cũng chỉ là để tái khẳng định lại những gì mà trong Kinh Thánh và trong giáo truyền, trong truyền thống của các tông đồ để lại cho chúng ta. Thành ra Đức Maria và các thánh luôn dẫn chúng ta trở lại với Chúa Giêsu và giáo hội. Đây là lý do tại sao Đức Maria hướng dẫn Thánh Juan Diego đến gặp giám mục và xây dựng một đền thánh. Các bạn biết cái ngôi đền Đức Mẹ Guadalupe là cái ngôi đền rất là rộng lớn, đứng xếp thứ hai sau đền thánh Phêrô đó các bạn, một cái đền thánh. Văn Hải được xem những hình ảnh trong đó, những video mà cũng Quang Hải cũng đã từng giới thiệu đến quý vị rồi, rất là rộng. Người ta xây cái ngôi đền đó quá đẹp. Đây là một vài thông tin Quang Hải muốn gửi đến quý vị để chúng ta củng cố thêm niềm tin, để chúng ta cố gắng vượt qua những cái giai đoạn thử thách này, đặc biệt là giai đoạn 2, cái con Covid này, cái giai đoạn khủng hoảng lần 2 đó các bạn, nó càng trầm trọng hơn. Hy vọng rằng chúng ta tin cậy phó thác vào Thiên Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn này. Và Quang Hải hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp. Và đừng quên nhấn chuông, đăng ký kênh Quang Hải để ủng hộ kênh mình. Xin hẹn gặp lại.